Hello chào các bạn nha. Hàng về đầu tuần nha, mình làm một clip nhanh. Ok, đây. Sáng đi săn được hai món này các bạn. Đầu tiên là giảm tóc nha. Đó, cái này thì nó cái này cái bát bắt vô đây nè. Đó. Cái bát bắt ở đây các bạn. Bắt đứng vậy nha. Kiểu nó vậy đó. Thì cái này mình không rõ tỷ lệ bao nhiêu nha. Chắc 1:10 các bạn, 1:10, 1:20 vậy đó nha. Khách nào thật sự cần tỷ lệ bao nhiêu thì để mình đếm nha. Còn hiện tại mình đoán là tầm 1:10, 1:10, 1:15 gì đó nha. Ok. Cái này ngay đi nha. 1, 2, 3. Cỡ 1:10 các bạn. Cái này bán nhanh các bạn là 400 bao ship mà. 400 bao ship. Hàng này tháo trên máy của Nhật xuống nha. Cái thứ hai là cái cầu V-Sai. Cầu này đặc biệt các bạn, đặc biệt là nó chạy bằng dây Cura. Hoặc là các bạn chạy cái rãnh này nè. Rãnh A nha, rãnh nhỏ nha. Đó, đây là cầu V-Sai nha. Đầu tiên mình cũng ngồi nghiên cứu đã đời luôn các bạn, mình cuối cùng phát hiện nó là cầu V-Sai. Nó hơi lạ lạ người ta một xíu nha. Cầu V-Sai. Ở đây thì các bạn, cái này á, cái này là hai cái này là nó ốp vô cái bậc đạn nè, để nó đỡ lên nha. Các bạn bắt lên. Mỗi đầu nó đều có một cái bánh răng như vậy nè. Còn cách nào không xài bánh răng thì các bạn có thể mở bỏ bánh răng. Cốt bên trong cỡ 14 đó nha, 14, 12, 14 gì đó. Ha. Hoặc là các bạn hàng lên bánh răng này luôn. Hàng cái niềng bánh xe. Cầu này của Nhật. Tháo trong cái máy hút bụi Kubota, hút bụi Yamaha chứ. Đó. Thì khi cái này nó xoay các bạn thấy cái bên này nó có thể đứng yên không? Cái đầu này nè, cái nhông á. Còn cái nhông này thì khi nó xoay thì cái kia quay ngược lại nha. Cầu V-Sai. Này là cầu V-Sai nha các bạn. Đặc biệt là chạy bằng Cura thì mình có thể làm một cái motor kéo ha, làm một motor. Có thể làm gì được không các bạn? Nhưng mà mình nghĩ là một cái motor kéo vô đây nha. Đó, thì nó sẽ ra một tỷ lệ nhất định. Đó. Cầu V-Sai của Nhật. Chiều dài 2 4 6 khoảng 7 tấc nha. Chiều dài 7 tấc. Cái này bán bạn 1,2 triệu nha. 1,2 triệu bao ship. Cái này 380 cũng được nha, giảm 20k cà phê. Đó, 380 bao ship, như mình thu về tầm 340 gì đó. Cộng này giá vẫn là 1,2 triệu. Lúc trước mình cũng có cái bán cũng là 1,2 triệu. Cái này hàng của Nhật nha. Tiếp tục nguồn. Nguồn thì bữa nay mình trả đơn cho anh khách nha. Trả đơn cho anh khách mấy cái nguồn. Hôm qua chủ yếu lấy cho anh khách các bạn. Này hai cái cặp nguồn này với một ba cái nguồn. Bữa nay ba cái nguồn giao khách. Ba cái nguồn này cộng với một cái motor rung cho anh khách nha. Còn cái tời thì em sẽ làm trong nay mai. Tiếp tục mình về được thêm hai cái nguồn Schneider của Đức. Hai nguồn Schneider của Đức. Nguồn này các bạn thấy ra là 24V 10A. Đầu vào là từ 100 tới 240V. Nguồn Schneider của Đức nha. Made in China nhưng mà hãng của Đức các bạn. Hãng này hãng của Đức. Hãng này rất là nổi tiếng nha. Hãng này là một trong hai hãng, thêm một hãng là Pepperpot nha. Là một trong hai hãng mà với Boss nữa các bạn. Boss nè, Schneider nè, Pepperpot nè. Một trong ba hãng sản xuất điện tử lớn nha của Đức. Pepperpot thì có ở Việt Nam. Nguồn này 350k bao ship nha. Mình test sóng mình giao 350k bao ship. Cụm này hôm qua về các bạn. Cụm này thì 380 một cây nha. 380 một cây. Cái này thì lấy bán thử các bạn. Cũng có nhiều khách nói giá cao nhưng mà mình mua lại các bạn, mình không phải là người rã nha. Mình là mua đi bán lại nha, cho nên là 380 một cây thì mình cũng lời được 100k nha, sau khi trừ ship này nọ. Đó, bán cho nó 8855 trắng ha, rất là dài. Khách nào có thể độ chế phát điện các kiểu nha. Đó, cứ tách ra cứ 380 một cây. Tiếp tục là về một số đồ nữa.
Chùm đi về. Đi về. Ui. Đi về. Quạt trần KDK. Cái này hàng mới tinh chưa xài các bạn. Cái này có mấy cái mình lấy về bán rẻ rẻ cho các bạn nha. Đạt tiêu chuẩn safety mark. No breaking up the motor. Con motor này không có nó thắng nha. 220, 230, 50 hạt. 66 tới 71 W nha. Con này của cái hãng KDK Electric Fun Made in Malaysia. Con này các bạn mình test, mình test cho nó quay nha. Mình test cho nó quay, chạy ok. Có luôn cái tụ zin đi kèm các bạn. Hàng này hàng mới tinh chưa xài nha. Hàng mới tinh chưa xài. Cái nút này nút nhấn gì các bạn? Hình như công tắc. Nhấn vô mới chạy các bạn. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, công tắc nha. Ở đây cái cốt này phi bao nhiêu ta? Phi cỡ 16 các bạn. Khách nào cần mình đo nha. Con này mình bán nhanh các bạn là 420 một con nha, 420 một con. Các bạn có thể về tận dụng những cái cánh cũ á. 420 một cái. 1 2 3 cánh nè các bạn. 420 bao ship nha. Coi như mình thu về tầm tầm 350. Có 3 cái. Cái chụp này mình chỉ có đúng một cái chụp nha, cho nên là mình không biết là phải của nó không hay là của cái nào. Nói chung chụp hình như của nó đó. Có 3 cái bệ này nhưng mà chỉ có một cái chụp này thôi. Thì cái có chụp là mình bán các bạn là, nhưng mà bán cái nào cũng giống nhau các bạn. Khách nào mua trước thì mình gửi cái chụp nha, còn lại khách mua sau thì không có cái chụp, vậy thôi. Đó, các bạn về tự chế. 420 một cái bao ship. Hàng này bao sống mới bán nha, mình test sống mới bán. Ngoài ra thì mình lấy thêm được 4 cái cụm động cơ hộp số sạc vô. Cụm này hộp số có tỷ lệ hình như là 1 phần, không biết 1 phần 20 các bạn, hay là 21 ta. Hộp số tải cao nha, harmonic nhông thép. Động cơ thì sạc vô 100W. Các bạn có thể thay con 200W nha. Mặt bích là mặt bích 100W, 200W nha. Các bạn có thể thay vào nha. À nhầm. À để coi coi. Mặt bích 100W các bạn. 100W hoặc 50W. Để mình coi cái 200W, 300W, 400W thay được không nha. Đó. Cụm này có hai ứng dụng nha. Mình đang dự kiến là dùng cái hộp tăng, hộp giảm tốc đây nè. Thì khi kéo cái đầu này các bạn thì nó sẽ là hộp tăng tốc để có thể chế được những cái ứng dụng như là điện phát điện 100W, 200V. Phát điện nhẹ nhẹ. Cụm này 450k một cụm, để như vậy bán bao ship giá rẻ nhất, bán giá hộp số tặng động cơ. Đó, hộp số harmonic 100W, hàng cái này, cái này cái lô này hàng mới chưa xài. Có luôn pulley rất là đẹp. 450k bán nhanh. Chắc 480k các bạn. 480k tại vì nặng lắm. Ship cỡ 560. 480k. 480k bao ship nha. Có 4 cái giống nhau. Hàng này hàng mới chưa xài. Thêm một con sạc vô. Sạc vô 400W, 100V. 100V á, Tamagawa. Khách nào đấu về, khách nào cần mình đấu về cho các bạn là 50V. Đấu tam giác lại 50V, 400W. Con này 400W mà 50V. Các bạn chạy 48 vẫn rất là khỏe. Ra rất là nhiều ứng dụng. Cốt 14 ly, cốt lớn ha. Con này để như vậy thì là 400 nha. Hàng mới chưa xài, hàng mới tinh ha. Còn encoder thì còn sống luôn đó. Khách nào có thể chạy được thì chạy, còn không thì mình đấu lại tam giác mình chạy. Con này 9 cuộn nha, 9 cuộn đồng ha. Các bạn có thể đấu lại rất là dễ dàng. Cái loại này đấu được các bạn. Và đặc biệt là 100V thì nó áp thấp nha. Đấu lại thì mình chạy rất là ngon. À, ok. 400 bao ship. Oh. Cụm này mình để mình nghiên cứu. Cụm này thì
con này các bạn. Con này mình thấy tua cao nè, các bạn thấy tua là 4100 đúng không? Tua 4100 nhưng mà áp nó chỉ có 120 VDC thôi. Con này là VDC luôn nha. Áp 120 VDC, các bạn có thể đấu lại tam giác nha. Chạy 60V. 60V 5 bình. Dòng tối đa ăn 6,5 ampere. AC sạc vô. Con này thì cốt nó dài nha. Hoặc cách nào để như vậy, các bạn chạy 24V, chế 24, 36, 48 gì đó, các bạn chạy chế quạt cánh lớn cũng được nha. Êm, khỏe. Cốt hình như 10. Cái này có cỡ cốt cỡ 12 ly các bạn. Nó có một cái lỗ xuyên tâm nha. Nó lỗ xuyên tâm nhỏ. Cụm này tua cao nha. Con này làm spin đồ cũng được nha. Con này mình bán cho bạn 800. 3 dây bao sóng, 3 dây 3 pha các bạn. Nó có một cái phần bạc đạn khí nữa nè, mình không rõ là nó xài như thế nào. Nhưng mà có bạc đạn khí ở đây nha. Đó, con này bán nhanh các bạn 800 nghiên cứu. Hoặc là mình sẽ test. Đó, cái này là được 4 cụm. Khách nào mua trước thì mình có thể gửi cái cụm này. Cụm này thêm cái bát nữa là 500 chẵn nha. Cụm này thêm cái bát nhôm 500 chẵn. Ô, được 5 cái luôn các bạn. 5 cụm luôn, có gì mình lấy hết. Và đây, cái này là, cái này mình chế cái gì các bạn. Cái này là đơn của anh khách nha. Đó, đơn của anh khách 500k bao ship, đơn của anh khách. Cái này là mình chế cái gì các bạn. Cái này mình thấy là cái tỷ lệ nó rất là lớn á. Tỷ lệ á, ở đây mình có thể, các bạn có thể cuốn cái cáp vào đây nè. Cái chỗ này hình như cuốn cáp á các bạn nha, cuốn cáp vào đây. Tại vì mình sao, tại vì mình thấy đây có cái chỗ để bắt cáp. Đây nè các bạn, cái chỗ này nha, cọng cáp mình đút vô đây nè, mình xiết nó lại, mình giữ lại nha. Chỗ này là cuốn cáp. Và cái trục này nó cũng có một cái lỗ xuyên tâm để cuốn cáp. Cái này các bạn có thể tháo cái này ra bỏ. Các bạn gắn một cái pulley để kéo nha. Thì con này là tời cũng dữ lắm đó nha. Đó, chứ không phải chơi đâu. Đó. Này gan đúc. Và khách nào mua thêm thì 480 cũng được các bạn. Bên bãi còn con. À. 480 cũng được, giảm 20k. Tại con này có hai con nha. Con này 500. Cảm ơn khách ủng hộ nha. Tỷ lệ chắc cỡ 1/30 á. Cái này rất là thú vị. Hoặc đây các bạn có thể làm một cái tay quay, các bạn quay nha. Quay. Ở đây các bạn cáp bạn ấy lên. Quay. Rồi các bạn làm một cái chốt nằm đâu ta? Nếu mà chốt chứ nằm đây các bạn. Hàng của Nhật. Một cái chốt nó nằm đâu các bạn? Nó gài lại nha, không biết nằm đâu. Ok, khách nào cần thì mình lấy thêm nha. Ở đây về sẽ được mấy cái đèn. Ủ. Chụp bể. Bán rẻ rẻ cho các bạn về trang trí. Đây cái dây điện các bạn. Cái này các bạn có thể thay cái bóng thành điện 12V đó cho nó an toàn. Ồ, bên trong cái bóng chất bể các bạn ơi. Mình nghe nó lào xào nè. Bán nhanh thì các bạn về trang trí. $500k một cặp nha. Về các bạn trang trí. Có một cái bóng, có một cái chuôi các bạn. Các bạn lắp một cái bóng ở đây nè. Nó sáng lên. Ở đây còn lẻ một cái nha. Khách nào lấy một cái thì là 200, 280. Giá bao ship. Quạt này được 3 cái nha. 3 cái hàng mới chưa xài.
Malaysia. Ok, ba cái hàng mới chưa xài ha, rất là êm luôn. Bữa nay mình sẽ test nha, nhưng mình nghĩ là sống hết nha. Quạt trần các bạn, mình chưa vệ sinh nha, tí mình sẽ lấy xà bông á, xong Omo mình tẩy lại cho nó sáng lại nha. Ok, hàng về. Ok, sẵn thì mình giới thiệu thêm nha, cái cụm này sạc vô 750W nha, qua hộp số 110 của Đức. À, các bạn có thể chế các ứng dụng như là kéo xe kéo hay gì đó, kéo xe hoặc là quay ngược lại thì phát điện, giảm chấn nha, 4 tấn 2, giảm chấn 4 tấn 2, con này 1,4 triệu giá bao ship. Con này thì cái này mình định bán các bạn 180 cái nha, về các bạn bao ship coi như mình thu về chắc 100, 120 bán xả lỗ nha. Mình quay rất là êm, nhưng mà motor không hiểu sao nó không chạy nha, có thể là bị hỏng, bị hư. À, các bạn tận dụng gắn cái động cơ khác vào nha, hoặc để mình coi cái động cơ nào phù hợp á, mình bán rẻ rẻ về các bạn tự ráp nha, tự ráp. 180 bao ship. Con này bữa nay mình sẽ test cho khách nha. Rồi mình báo với các bạn luôn, khách nào cần thì liên hệ. Cụm này các bạn có thể chế tời hoặc là chế các ứng dụng. Con này là nó cho băng truyền, cho băng truyền. Sạc vô áp thấp 120V một ngựa nha, Panasonic 120V 0,75 kW 3000 vòng. Con này khách nào cần đấu lại tam giác thì mình đấu nha, để chạy các bạn chạy 60. Đó, chế tời hoặc là chế vô xe các bạn, xe tải cao, xe chở hàng các kiểu. Con này cảm ơn khách ủng hộ nha, bữa nay gói giao. Con này, cái này hôm qua có khách hỏi nha, thì đây là hàng nặng. Cái này khách nào cọc mình mới bán nha, cọc mình mới bán tại vì nó nặng các bạn. Nói chứ hàng bơm không có thì cũng không phải các bạn, cứ lai ra đây bị bơm hoài, cho nên các bạn thông cảm nha. Khách nào mua lần hai á, lần mà hoặc là cái hàng nhỏ nhỏ thì không cọc cũng được, nhưng mà cái hàng này rất là nặng nha, cỡ 10kg một cây. Giá là 700k, mình xả giá thấp nhất ha, bao ship. Các bạn thấy còn hàng 700k là bao sống bao xài nha. Các bạn thấy mới tin, hàng của Đức. T25 vỏ 50, hành trình 500mm. Một cây này nâng hạ cỡ 1 tấn nha. Đủ 2 ống. Đó là 700k bao ship. Giá này mình xả cho nó hết nha. Ok, khách nào mua thì liên hệ nha.